Dạ, thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Phong cùng với ngoại Đặng đi giúp hoàn cảnh. Thì ngoại có chỉ cho Phong và ngoại dẫn Phong đi luôn tới hoàn cảnh của vợ chồng không có nhà cửa mà sống ở ngay chân cầu luôn nè. Đó, thì chú thì bán vé số, rồi cô thì cũng không có làm gì được hết. Thì để vô để tiếp chuyện nha. Dạ, con chào cô chú. Dạ, thì cô chú hay là cái này là ngoại Đặng dẫn con đi á. Dạ, cô chú hiện giờ khỏe không? Khỏe. Dạ, chú tên Hiệp. Chú tên Hiệp. Dạ, chú nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi. 56 ha. 56 tuổi. Còn cô? 64. 64. 56 64. Dạ, cô làm gì? Ba còn ở nhà rồi. Nấu cơm cho ổng thôi chứ không có mặn, ổng về bán vé số. Dạ, bán mặn giờ. Con thấy mắt của cô là bị sao? Con mắt nó bị hư hồi lúc mười mấy tuổi, cũng như đi lặn hến với sông rồi lên đến nhất rồi nó bị hư mắt. Ủa, lặn hến rồi bị luôn á hả? Dạ, nó bị nhức rồi sao mà đâu có biết, rồi để 2-3 ngày rồi nó bị hư luôn. Rồi mình không có trị rồi nó hư luôn ha. Không, không có trị, nó bị hồi đó nghèo khổ rồi đâu có tiền đâu mà lo. Dạ. Thấy cái này là giấc tối là mình mới về đây hay sao? Dắt chiều mới về đây. Là ngủ ở đây nè. Đâu ngủ đây nè. Là cô chú đâu có nhà cửa gì không, hả? Không, ở đậu ở đây. Ở đây là chú nhà đó cho ở đậu 7 năm. Không có nhà cửa. 7 năm rồi ha. Ờ 7 năm. Cái này giống như là một cái trại. Cái trại giống như cái sàn á, là rồi ở trên là chỉ là mấy miếng bạc che thôi hả chú ha. Rồi không nhà, không cửa luôn, là coi như từ đó giờ cô chú không có miếng đất nào luôn hả? Không có miếng đất rồi. Không có đất, không có nhà cửa. Bảy năm chờ. Dạ thôi cô chú xích vô xíu đi, nắng quá. Rồi, ngoại cũng xích vô luôn đi ngoại, chứ nắng quá ngoại ơi. Đó quý vị, Phong đã Phong. Đó thấy chưa, cái này bà ngoại rành lắm, bà ngoại đã từng sống ở đây nha quý vị. Đó thì ngoại nói là cô chú là bây giờ là đi bán vé số mà nhà cửa không có, sống gầm cầu luôn. Cái này là không có cái gì trên đây luôn nữa, chỉ là cái gối với cái chiếu nè quý vị. Đó. Ờ đúng, đúng rồi. Rồi không có bếp núc luôn hả? Không có luôn. Không, nấu nhờ đằng Đặng. Nấu nhờ ở đâu? Chỗ nhà chú Đặng, chỗ bán xăng á. Chỗ xăng bá to. Rồi. Tại ở đậu chủ nhà nè. Tối ngủ đây, ngủ rồi sáng đi bán số đó. Dạ. Rồi ngủ rồi sáng đi. Cái này ngủ. Giống như là tối đó mình ở tạm thôi. À, đúng rồi. Đúng nhưng rồi. Mà mưa gió nó có tạt không? Dạ, mưa tạt hai bên. Nếu mưa lớn là thức sáng đêm. Mưa lớn thức sáng đêm. À, nó tạt đúng rồi quý vị ơi. Bây giờ tạt hai bên. Cái sàn này nó yếu dữ lắm rồi nè. Nó yếu rồi. Con đi mà con cũng thấy đó quý vị. Để Phòng đứng xa cho quý vị xem này nè. Cái này một căn chòi. Sự là giống như một căn chòi thôi, thì làm lót sàn mà nó này sàn tạm bợ luôn, còn dừng mấy miếng bạc á, để mà che nắng che mưa thôi, mà mưa bảo đảm chưa che không nổi đâu, trống quá trời trống luôn nè, thấy tội nghiệp cô chú ghê luôn. Rồi một ngày chú á, là bán được bao nhiêu vé? Trong kỳ bán ngày mấy trăm vé, cho lời có 100 vé hả? Ờ, 100 vé hả? 100 là tính ra mình lời có 100 ngàn hả? Ngày mốt. À, 101 ha? Lấy bên xe đét trong kỳ á. Dạ. Lời có 101. Ủa, cô chú có, cô chú có con không? Không. Không. Ở bả mười mấy năm giờ không có con. Không có con. Không có nhà cửa gì. Mà mưa là thức sáng đêm. Không tin nổi bà. Mà con thấy rồi, chỗ cái này đâu có luôn. Che được gì đâu. Thì mưa nó tạt. À, nắng thì nhiều khi còn núp vô đó được á, núp vô đó được. Chứ mưa rồi là thấy mà có dông nữa là thấy thua ha. Dông nó tạt tùm lum ướt chứ. Dạ. Rồi thấy cô ngoài con mắt ra cô có bệnh gì không? Không. Ờ cũng đỡ ha, nhưng mà cô cũng khỏe ha. Khỏe. Mình ở nhà rồi mình cũng nấu cơm cho chú ông đi bán thôi ha. Đúng rồi, nấu cơm cho ông đi về ông ăn. Dạ. Rồi chú ngoài bán vé số ra đó, chú con làm gì thêm nữa không? Con có nghề bán số không à. Từ đó là ra luôn? Ờ, bán vé chút năm. Nãy này mới về đó. Dạ. Nãy này 1 giờ nữa. Nãy chú nói là chú bán vé số bao lâu rồi? 7 năm rồi. 7 năm ha. Lúc trước 7 năm đó chú làm cái gì?
Nó đi bằng đất. Dạ bằng đất ha. Giờ yếu rồi. Sức khỏe không có hả? Yếu, giờ làm cho bán số nhà nước. Dạ. Lại sống qua ngày, sống qua suốt năm. Mới đi bán số mới về đó. Dạ. Hôm nay cũng bán số cho cả chứ thấy chị chống gậy hơn đi cũng mà. Rồi ngoại hồi đó là ngoại sống ở đây hả ngoại? Ở nhà mà bảy nè, cái nhà lớn đó đó. À, hả? Ừ. Đâu có nhà, cái nhà này á hả? Nhà này nè. Nhà 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 đường. Nhà nhà mở bãi tôi ở nhà mở rồi nhà nhà à, mấy con ở trong nhà đó luôn á. À vậy là hồi đó ngoại cũng sống ở đây nè quý vị ơi. Ở đây cầu gì vậy chú? Sơn Trắng. Cầu Sơn Trắng ha. Sơn Trắng. Cầu Sơn Trắng. Dạ. Sơn Trắng. Vậy là ngoại từng sống ở đây nên ngoại cũng biết tới hoàn cảnh của cô với chú này. Dạ biết là lắm khổ chứ lắm khổ. À. Dạ. Ừ. Sao ngoại dễ thương dưới trời. Này có khi bụng cô bán không được số nữa, cái giờ cũng nhất 2 đồng 4 nè. Dạ. Có nghiệp nha. À, thấy có khi cẩm mạnh cái đập cho đập được, có khi thấy con chó vậy đi thị hỏi cậu ơi sao như vậy. Cái nó nhức đầu nữa quá chị ơi. Dạ. Ủa. Rồi giờ này là cô chú ăn gì chưa? Chưa, mới đi bán số mới về thôi. Cô đang nấu cơm mới đắng á mà nấu cơm mà đi kêu bà. Nấu nhờ. Thì cô đang nấu rồi hả, gặp con tới á nên kêu nấu, cô lại. Nấu cũng xong rồi. Dạ. Nghe không? Lại không kêu. Trời ơi. Đi lại. Đi đâu có nồi đâu, đâu đây dạ. Đâu có củ đâu, không có dựng đâu. Vậy là hai vợ chồng chắc ăn đâu được lon hả? Lon lon. Nấu thành không bà cho ở đậu đây thôi chứ không có nấu ở đây. Bị có quán để ghế một hàng đây nè, ủa mà từ rồi đó giờ đó là mình đâu có dựng tôn ở đây hết. Không mà đó giờ là chị không mà người, mà thí dụ mà có dựng tôn được á người ta có cho không? Tại vì ngay dốc cầu nè. Không cho, người ta cho. Dừng người ta cho chứ. Đó giờ dài đó người ta nhà sàn ta cắt nhóc đó. À. Người ta bán quán nó cắt đó. Dừng phải có cây mới được. Đúng rồi, nói chung là cái sàn này cũng đã yếu lắm rồi nè. Yếu rồi. Đó, bây giờ cái sàn này quý vị, Phong ngồi Phong cũng hơi quíu giờ này thấy không quý vị? Làm cái sàn lại giờ mới được chứ giờ nó mới gãy. Gãy trơn rồi. Sàn yếu lắm, Phong đi Phong phải lựa ngay cái đòn á, để Phong đi nè. Mà hãy xuống con đó mới được ha. Quá trời. Cho. Đó, rồi bên đó luôn, bên đó là nó bị quằn hết trơn nè quý vị. Đó, bên đó đó thấy không? Là quằn hết trơn rồi. Nói chung chỗ này nó cũng đã yếu rồi nè. Dán thì Phong thấy là nó đã bị bạc màu luôn rồi. Là nó có khả năng nó sẽ mục rồi đó. Gãy trơn. Dạ. Chú nói nó cũng yếu rồi. Trơn rồi. Đúng rồi. Rồi. Thật sự luôn á là Phong đã đi tới. Và hoàn cảnh này nó là ngoại đặng đã giới thiệu. Nó đi tới phải nói chứ. Không ngờ. Cô chú lớn tuổi rồi nhưng mà hiện giờ đang ở chỗ ở rồi đó, không có cái tài sản gì luôn nữa. Chỉ có được vợ chồng là đùm bọc thương yêu lẫn nhau thôi chứ giờ. Đúng rồi. Dạ. Thật sự luôn á, nhìn ở đây nè quý vị. Quý vị có nghĩ là có được một cái gì không? Không điện luôn hả chú ha? Không có điện luôn. Không điện, không tủ, không ghế, không bàn, có như là tất cả không, chứ có chiếu và gối thôi. Như vậy là ngủ nhờ đó, ngủ nhờ sáng đi đi bán số. Rồi tắm sao? Tắm xong nè. À tắm thì xuống sông thôi ha. Rồi thay đồ đâu? Kiếm cái khăn. À lấy cái khăn quấn vô thay thôi ha. Chỉ mình không có nhà mà. Thì nhà cái nói chung là thiếu hoàn toàn tất cả luôn, không có cái gì luôn nữa nè. Quá trời khổ luôn quý vị ơi. Thì thôi có duyên này tới cũng nhờ ngoại đặng á là giới thiệu á thì con cũng giúp chú phần nào để cải thiện cuộc sống á, rồi con cũng kêu gọi cộng đồng mạng á, tại vì con đăng lên trên mạng á thì nếu mà có được cái sự trợ giúp nào nữa đó thì con đi tới con gửi cho chú thêm á, thì bây giờ á là con sẽ gửi cho chú á là 500.000 này là của anh chị ở Oregon Mỹ. Dạ. Và 500 này của cụ Cụm Đắc ha, ở Bình Định á. Gửi cho cô với chú để mà trang trải cuộc sống hàng ngày nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì quý vị ơi, Phong đi tới phải nói chứ không có gì mà giá trị trên cái căn chòi này hết.
thì cũng mong là cô chú sẽ có được miếng tôn hay là một cái sàn mới để mà an tâm, để che mưa đi. Chứ kiểu này không thấy rồi. Chứ cái sàn này thì nó muốn gãy rồi, nó nghiêng. Nó muốn gãy rồi nè. Dạ. Dạ, có như sống thôi lôi có một mình ha, cũng có vợ. Đi bán số. Đi bán số. Này cũng 6-7 năm nay. Dạ. Giờ đi bán số, bán ngày dạ, chú gắn lên áo cho con. Dạ, dạ, dạ. Đó, có cái nút bấm đó chú. Dạ. Đó, đúng rồi. Bấm lại mạnh vô, mạnh vô. Dạ. Thêm nữa đây. Dạ, rồi, đúng rồi. Đó, quý vị. Thì cũng còn mong cô chú sẽ được cộng đồng mạng thương yêu và giúp đỡ. Tại vì chú cũng lớn tuổi rồi, cô cũng đã lớn tuổi rồi, thì không còn sức khỏe để làm những công việc nặng nữa, chứ còn đi bán vé số đó mà trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Nhưng mà cái tuổi này cũng đã gần xế chiều rồi, mà không có một miếng đất, không có một mảnh vườn, không có được một cái gì trong cái căn chòi này hết. Thật sự là rất đáng thương. Phải nói chứ ngoại cũng biết được hoàn cảnh này đó, là con cảm ơn ngoại nhiều lắm đó nha. Mình dạ, mình đi làm việc thiện, mình đi phước ở ngoại. Mình đi vậy đó mà giúp được những hoàn cảnh này nè. Thật sự là vui đó hả ngoại ha. Dạ. Dạ, thì Phong cũng cảm ơn cụ Cụm Rắc. Cảm ơn anh chị ở Oregon, Mỹ là như là gửi tiền về cho em, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì em cảm ơn anh chị, con cảm ơn cụ Cụm Rắc rất nhiều. Chúc cho cụ Cụm Rắc luôn luôn khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe. Chúc cho anh chị ở Oregon là làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Rồi thì ngoại ơi. Cảm ơn. Dạ, thì cô chú có lời nào để... Cảm ơn chú. Dạ. Bà 80 tuổi, bà gọi tiền cho đó. Dạ, cụ cũng lớn tuổi rồi đó, với anh chị ở Mỹ. Dạ. Thôi con cũng là chúc cô chú á, thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thì mua mai bán đắt đi, để mà mình có được cái nguồn thu nhập mỗi ngày. Rồi nếu mà có cái duyên với cộng đồng á, thì có gì thì con sẽ vô giúp đỡ tiếp nữa. Được, tại vì ở đây con cũng đã tới một lần rồi, con thấy là hoàn cảnh này quá trời cho khổ cho cô chú rồi. Dạ. Đó là hỏi ông Hiệp bán số á. Ông Hiệp ha, chú Tinh Hiệp ha. Chú Hiệp. Ủa bữa nãy đó chú nói là 50 mấy? 56. Dạ chú 56 à, cô là 64. 56 64 là lệch nhau 8 tuổi. Dạ. Ủa rồi cơ duyên sao mà cô chú gặp? Mai sống quẩn đây, ai muốn mần cỏ mần cổ mờ ốc rồi cổ bán tới trường nghiệp mờ hết rồi. Không phải mà cơ duyên sao mà hai cô chú gặp nhau á. Rồi đi mần hồ đó, rồi làm hồ đó. Dạ mần hồ cũng gần đây nè. Dạ ai dụ ai thì ông đi lại thằng tôi đó, hai người gần nữa hết hả. Tự nhiên thì gặp nhau có tiếng sét ấy tình nó gặp nhau luôn ha. Giờ đi bán số. Không lắm khi nào cũng bán xa ấy nó có mắt đi kiếm nữa nó hơi sợ. Dạ ha. Dạ. Dạ thôi Phong cũng xin kết thúc video ở đây. Thì quay giúp được một hoàn cảnh này là Phong và ngoại đặng cũng rất vui. Cũng cộng đồng cũng mong là quý cô chú anh chị yêu thương và giúp đỡ cho cô chú nhiều nha. Rồi Phong xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video tiếp theo về thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ Phong xin chào. Chào đi ngoại. Dạ. Bye bye đi ngoại. Bye bye. Rồi dạ. Bye bye. Dạ. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ con xin phép con về nha. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ bà cháu mình đi lại thăm bà mù nữa ha. Dạ thăm bà mù. Dạ. Rồi thì Phong sẽ dạ thì Phong mù không có ai nuôi bả chăng á. Dạ thì Phong cũng đi tới một hoàn cảnh khác, thì quý cô chú anh chị hãy theo dõi những video tiếp theo của Phong nha, bằng cách đăng ký và nhấn theo dõi nha quý vị, hãy like share và đăng ký kênh giùm Phong nha. Dạ bà Đặng bây giờ là được nhiều người giúp rồi, bây giờ đi tạo duyên tạo phước cùng với con với thằng cháu này ha. Dạ, rồi, thôi con đi hả ngoại ha. Đây. Rồi, rồi. Ba đi, cháu khỏe nha. Dạ.
Trời ơi con bà ngoại thấy ghét. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi hay đi hả ngoại ha? Đi vô bà cụ kia. Dạ. Bả mồ bả con bả. Dạ, Phong xin kết thúc clip nha quý vị. Đó, này là ngay dốc cầu luôn nè quý vị. Đó, nhà này vậy nè. Đó. Nó khổ à. Có cái gì để che đâu, chỉ có cái miếng bạc che thôi. Rồi, Phong xin chào.